Những câu chuyện thú vị về phu nhân của Nguyễn Văn Thiệu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết bà Nguyễn Thị Mai Anh là phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bà Mai Anh là người phụ nữ nổi tiếng hiền từ, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng các bạn sẽ ngạc nhiên vì bà là người đứng sau một đường dây buôn lậu từng làm chao đảo Phù Đầu Rồng. Khi đó ở Sài Gòn, ai cũng biết rằng chính vợ chồng Thiệu đã bảo kê cho buôn lậu, tham nhũng. Điều đó làm cho con đường dẫn đến suy vong của ông ta càng nhanh hơn. Vậy, bà Mai Anh đã thực hiện những phi vụ buôn lậu và tham nhũng như thế nào? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. Đôi nét về bà Nguyễn Thị Mai Anh. Bà Nguyễn Thị Mai Anh là phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bà sinh năm 1931 và là con gái thứ 7 trong gia đình, nên còn có biệt danh là cô Bảy Mỹ Tho. Khi còn niên thiếu, bà thường xuyên cùng với người em gái Tám Hảo lên Sài Gòn để đi học và thăm thân nhân. Sau này, hai chị em bà được giới thiệu làm trình dược viên tại Viện Bào chế Rousseau và bà Mai Anh đã được Huỳnh Văn Xuân làm mai mối cho Nguyễn Văn Thiệu. Khi đó, Thiệu đang đeo lon trung úy. Ban đầu có đôi chút trở ngại vì bà Mai Anh theo đạo Công giáo, nhưng hai người cũng đã chính thức làm lễ cưới vào năm 1951. Không như đệ nhất phu nhân Trần Lễ Xuân, bà Mai Anh hoàn toàn không can dự vào chính trường mà chủ yếu tham gia vào các hoạt động xã hội. Lén bỏ thuốc ngủ và thức uống của chồng. Một số người từng nhận xét bà Nguyễn Thị Mai Anh là một người biết cách ứng xử chừng mực, kín đáo. Đặc biệt, bà là người luôn để ý chăm sóc hạnh phúc gia đình. Vậy mà có lần bà đã lén bỏ thuốc ngủ và thức uống của chồng. Lý do vì sao ư? Trước thông điệp của Vatican và tinh thần ủng hộ Phật giáo, chống diệm nhu, bà Mai Anh và Nguyễn Văn Thiệu cũng đắn đo suy nghĩ để chọn lựa một thái độ trước diễn biến trên. Khi đại diện của Hội đồng Quân nhân lật đổ diệm nhu bí mật đến gặp ông Thiệu, ông đã đồng ý hợp tác. Khi đó, ông đang giữ cương vị Đại tá Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh nên được giao trực tiếp cầm quân đánh vào dinh Tổng thống của ông Diệm. Đây là mũi tấn công quyết định để kết thúc số phận của nền đệ nhất Cộng hòa và sự sống còn của anh em nhà Diệm nhu. Có lẽ vì lo cho chồng băn khoăn trước nhiệm vụ khó khăn ấy, nên bà đã tìm cách để trì hoãn việc tiến quân của chồng bằng cách bỏ thuốc ngủ và thức uống của ông. Nói về sự việc này, cố vấn của Tổng thống Thiệu Nguyễn Tiến Hưng và Gerard L. Streeter từng ghi lại trong hồ sơ mật từ Tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập như sau. Vào đêm đảo chính, nhiệm vụ của Thiệu là chiếm dinh Tổng thống. Vợ ông ta vì muốn bảo vệ chồng nên đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê của chồng, nhưng Thiệu vẫn thức dậy được. Và mặc dù không đứng vững nổi, ông ta đã đến đánh chiếm dinh Tổng thống, dầu có hơi muộn màng. Đứng đầu đường dây buôn lậu, đầu cơ. Bà Nguyễn Thị Mai Anh được đánh giá là một người phụ nữ nổi tiếng hiền từ, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng các bạn sẽ ngạc nhiên đấy, vì bà là người đứng sau một đường dây buôn lậu từng làm chao đảo cả Phù Đầu Rồng. Bà phu nhân Tổng thống Mai Anh đã đứng sau đường dây buôn lậu tuyến biển được tàu chở vào sông Tiền, rồi theo xe nhà binh đưa về Sài Gòn. Vào đầu năm 1971, hai chiếc xe GMC chở hàng lậu về Sài Gòn được đích thân đại úy quân cảnh áp tải. Hai chiếc GMC mở đèn pha chạy nối đuôi nhau. Đi đầu là xe quân cảnh chở đại úy Nhiều dẫn đường. Quả là đường dây buôn lậu siêu VIP. Đoàn xe buôn lậu VIP này ngang nhiên đi qua đồn quân cảnh Long An. Chiếc xe Jeep hú còi inh ỏi chạy tiếp qua cầu Tân An mà chẳng cần phải dừng lại trình vụ lệnh. Quân cảnh thổi còi, nhưng xe vẫn cứ chạy mà chẳng để ý. Đến đường quân cảnh ở Long An, do sợ là xe chở vũ khí về Sài Gòn làm đảo chính, nên lập tức báo về trên. Nhận tin cấp báo, Đại tá Lê Văn Năm, tỉnh trưởng Long An yêu cầu chặn bắt xe Jeep có còi hụ. Thấy bị chặn, nhưng đoàn xe vẫn không ngừng, còn lái xe lách lên bờ cỏ, vượt qua cả những rào cản. Khi đi qua khỏi khu vực cản trở, Nhiều quay lại hù rằng: "Tôi, đại úy Nhiều, thuộc biệt khu thủ đô, có công tác đặc biệt. Hai xe GMC sau là của tôi đấy." Nói xong, Nhiều tỏ ra vênh váo, dừng xe lại chờ hai xe GMC chở hàng chạy phía sau. Binh sĩ địa phương tò mò nên bu vào mở những tấm bạt che hai xe GMC ra, thì bất ngờ khi thấy chất đầy các loại hàng lậu xa xỉ. Đó chủ yếu là thuốc lá thơm thượng hạng và các loại rượu ngon danh tiếng thế giới. Vốn đã nghèo đói sẵn nên nhiều người xúm vào bê hội đồng, chôm chĩa vì thấy không có ai ngăn cản. Khi ông tỉnh trưởng Lê Văn Năm đến hiện trường kiểm tra thì số hàng hóa trên hai xe GMC đã bị hôi mất hơn phân nửa.
Quá bực mình, đại tá Năm đã ra lệnh bắt thống ngục đại úy Nhiều. Ngay sáng hôm sau, báo chí loan tin ầm ĩ và dư luận ồn ào về vụ buôn lậu mà lại có xe quân cảnh hụ còi mở đường. Tình thế bắt buộc, Tổng thống Thiệu đành phải ra lệnh thành lập ngay một ủy ban điều tra cấp chính phủ trung ương và ra lệnh tống giam các đương sự đã can dự vào vụ buôn lậu, từ chỉ huy các chốt chặn đến người tham gia trực tiếp. Ai cũng biết, phi vụ có sự tham gia của em bà Mai Anh là Tám Hảo và Đặng Văn Quang, phụ trách đảng ủy trung ương tình báo, là bạn và cậu vợ Thiệu. Thế nhưng kết quả tòa xét xử, đại úy Nhiều lãnh án cao nhất. Ông ta bị tước hết binh quyền và lưu đày ra Côn Đảo. Số còn lại cùng với đại tá tỉnh trưởng Nguyễn Văn Năm bị hạ bậc tụt lon, đày ra chiến trận. Họ là những con tốt được thí trên một bàn cờ mà người chơi bị thất nước là gia đình bên vợ Nguyễn Văn Thiệu. Đầu cơ phân bón, ăn chặn gạo cứu tế miền Trung. Vợ chồng Thiệu có ngôi biệt thự rất rộng, nằm trên đường Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay. Trị giá đến 98 triệu đồng, một con số khổng lồ vào đầu thập niên 70. Nhưng toàn bộ việc đứng tên mua bán bất động sản đều do Nguyễn Xuân Nguyên, chồng bà Tám Hảo là chủ tịch công ty phân bón Hải Long, ký chi phiếu trả cho ông Tây chủ đồn điền đất đỏ. Cho mãi đến lúc làm giấy tờ trước bạ, đăng ký sang tên tân chủ sở hữu. Lúc đó cái tên Nguyễn Thị Mai Anh, đệ nhất phu nhân mới lòi ra trên giấy tờ. Vấn đề nóng bỏng đặt ra, Thiệu mới lên ngôi tổng thống vỏn vẹn có 3 năm. Lấy đâu ra tiền để tậu mấy ngôi biệt thự tính sơ bộ cũng trên 100 triệu rồi. Một số dân biểu và nghị sĩ đối lập lên tiếng yêu cầu thành lập ủy ban điều tra đặc biệt. Có cả thông tin cho rằng có đường dây buôn lậu hàng hóa và ma túy. Từ ngày Thiệu lên ngai vàng đến ngày bỏ trốn khỏi Sài Gòn, người dân miền Trung nghèo đói vô cùng thê thảm. Nguyên nhân chính của nạn đói kém này là do vợ chồng Thiệu che chở cho bọn đầu cơ phân bón, ép giá lên cao gấp 3-4 lần bình thường. Rất dễ hình dung việc này, khi giá phân bón cao, giá lúa cũng lên cao, dẫn đến hậu quả giá gạo tăng cao lên. Giống lúa thần nông 3 tháng lúc bấy giờ là giống mới nhất, ngắn ngày, cho năng suất cao, nhưng đòi hỏi chi phí phân bón, thuốc xịt rầy cũng cao. Lập tức, gian thương, chủ yếu là thân nhân vợ chồng Thiệu và các quý bà như vợ Thủ tướng Khiêm, vợ Đại tướng Cao Văn Viên lợi dụng thời cơ mua tích trữ lúa gạo, phân bón rồi bán ra, mua vào, gây nên tình trạng thiếu đói thê thảm cho dân nghèo. Người được Tổng thống Thiệu cho phép đứng ra bao thầu việc cung cấp gạo hàng tháng ấy là bà Ngô Thị Huyết, cô ruột của Thiệu. Gạo miền Nam gửi ra miền Trung tiếp tế phải cộng thêm tiền chuyên chở và các sai biệt linh tinh khác, khiến cho giá thành trở nên đắt đỏ. Dân nghèo và gia đình binh sĩ không đủ khả năng với tới, nên vẫn chịu chết đói như thường. Để hạ giá gạo tiếp tế cho miền Trung xuống ngang với giá gạo ở Sài Gòn, chính phủ phải đài thọ khoản trợ cấp sai biệt tính trên mỗi tấn gạo và tùy theo từng vùng. Thí dụ, gạo tiếp tế cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quy Nhơn, mỗi tấn được trợ cấp khoảng 2.500 đồng. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng được trợ cấp mỗi tấn 3.000 đồng. Các tỉnh Nha Trang, Tuy Hòa được trợ cấp mỗi tấn 2.000 đồng. Tổng cộng, mỗi tháng tiền trợ cấp chuyên chở gạo tiếp tế của chính phủ cho miền Trung lên đến khoảng 90 triệu đồng. Những món lợi béo bở ấy đều được bà Mai Anh và các mệnh phụ phu nhân chia nhau hưởng. Xây bệnh viện vì dân, một công đôi việc. Bà phu nhân của Tổng thống Thiệu cũng noi theo gương của bà cố vấn Trần Lệ Xuân để đứng ra lập Hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội. Lập tức, các mệnh phụ phu nhân, vợ các tướng tá khác cũng ầm ầm lập hội nhân danh, bảo vệ cô nhi, quả phụ tử sĩ, giúp đỡ người nghèo, trại tế bẩn, nhà thương thí, xây chùa. Thực chất, đây chỉ là việc rửa tiền bẩn, lừa bịp kẻ nhẹ dạ, moi tiền thiên hạ. Trong đó, bà Mai Anh đã có được một khoảng đất rộng mênh mông, tọa lạc ngay góc ngã tư Bảy Hiền. Bà đã tiến hành vận động các tài phiệt, tỷ phú, gom tiền để xây bệnh viện vì dân, nay là bệnh viện thống nhất tại một vị trí rất đẹp và thuận lợi. Bà đưa ra bóng tử thiện vì dân nghèo, dành 100 giường bệnh miễn phí. Việc làm này nhằm hướng dư luận trong dân và báo giới ca tụng, tung hô. Bệnh viện này được dân Sài Gòn gọi là bệnh viện tư của bà Mai Anh. Các y bác sĩ là người ra Bộ Y tế, Cục Quân y đưa vào làm việc. Ngoài việc chữa trị cho thường dân, bệnh viện chủ yếu phục vụ cho quân nhân và thân nhân lính Cộng Hòa, quan chức đô thành. Vì thế thực chất, bà Mai Anh không phải trả một đồng xu nào. Tất cả các nguồn thuốc men, thiết bị y tế đều được lấy từ ngân khố chính phủ dành cho quân đội. Ngoài ra, đây là sân sau tiêu thụ các loại thuốc Tây nhập khẩu, sản xuất, bào chế trong nước do vợ chồng Thiệu kết hợp với ông trùm thuốc Tây, dược phẩm miền Nam là Nguyễn Cao Thăng. Có thể nói, trong suốt những năm 1967 đến năm 1975,
Bệnh viện vì dân của bà mẹ anh thu về một số lợi nhuận cách xù. Gần như rất hiếm hoi, người nghèo, nếu không quen thân được nằm miễn phí, mà chỉ dòng họ các quan bà thì mới được trị bệnh theo tiêu chuẩn 100 giường bệnh miễn phí. Nhiều người bấy giờ lắc đầu nói, đó là bệnh viện vì tiền. Đưa chồng vào mê cung mê tín dị đoan. Là người phụ nữ lớn lên trong gia đình nặng về tín ngưỡng, bà Nguyễn Thị Mai Anh rất mê tín dị đoan. Dù Nguyễn Văn Thiệu là người theo Tây học, nhưng do ảnh hưởng của vợ nên ông cũng rất coi trọng chuyện chiêm tinh, bói toán. Ông luôn quan niệm chân mạng đế vương của mình do những thế lực siêu hình nào đó nâng đỡ. Khi chồng mới khởi đầu sự nghiệp chính sự, bà Mai Anh đã cho mời quỷ cốc tiên sinh là Huỳnh Liên đến. Ông ta phán chắc định rằng Thiệu cầm tinh Giáp Tý, năm Quý Mão 1963 nên tất gặp trông gai. Đồng thời phán Thiệu phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì mạng vận của ông sẽ bị tảng đá này đè nát. Hai vợ chồng Thiệu tin sái cổ nên đã theo phe đảo chính Diệm. Và thế là, cũng trùng hợp với quẻ bói ấy, sau khi lật đổ Diệm Nhu, Thiệu đã gác việc bình đào trở thành một chính trị gia. Từ đại tá, bay vù lên thiếu tướng. Vợ chồng Thiệu còn có tính đa nghi, nên vào năm 1967 đã mời một thầy địa lý người Hoa từ Hồng Kông vào Dinh Độc Lập yểm mùa. Do thầy phán cần phải dùng một con rùa lớn yểm đuôi rồng lại, sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững. Vợ chồng ông nghe theo, liền cho xây hồ nước tại công trường thành hình bát giác. Từ trên cao nhìn xuống giống hệt những ô bát giác trên mái rùa. Giữa trung tâm hồ nước là một đài tưởng niệm, trên có đúc một con rùa lớn bằng kim loại. Chính bà Mai Anh được cho là người đã đạo diễn cho chồng câu chuyện Tứ Tý, mang nặng dấu ấn tâm linh khi chồng ngấp nghé vào chính trường. Vì ông Thiệu sinh vào ngày 24 tháng 12 năm 1924, giờ Tý, ngày Tý, tháng Tý, năm Tý, tức là Tứ Tý. Bà cho người đạo diễn rằng, theo chiêm tinh bói toán thì ông có trần mạng đế vương. Thậm chí, vào năm 1972, Thiệu còn cho những quỷ cốc cao nhân trong nghề chiêm tinh, tử vi và bói toán miền Nam là thầy Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn lên đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mệnh quốc gia và lá số Tứ Tý của ông. Đến khi Thiệu qua đời ở tuổi 78 tại Pháp, trong cáo phó và văn bia mới khắc ghi sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923 âm lịch, tức tuổi Quý Hợi, người dân Sài Gòn mới được một phen sáng mắt. Thêm nữa, nhân cơ hội hồi hương vinh quy bái tổ, vợ chồng Thiệu mang theo các sư phụ cao nhân về để trấn, yểm, giữ long mạch núi đá chồng. Để yểm long mạch ngay phía trước mặt hai tảng đá dao và mặt quỷ, ông Thiệu đã lệnh cho tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận gấp rút điều một trung đội công binh xây lại Văn Thánh Miếu thành ba ngôi nhà lớn, tạo thành hình chữ công, án chóc phía bắc núi đá chồng. Sau khi công trình được xây dựng hoàn tất, một trung đội biệt động quân đã được điều về đây để ngày đêm bảo vệ. Đầu năm 1975, quân giải phóng đánh chiếm tỉnh Phước Long. Trên mặt báo ở Sài Gòn, người ta vẫn thấy nhan nhản lời của những kẻ su nịnh, A Tòng, ca tụng Quý Số và tài năng của ông Thiệu, đại loại như là người lãnh tụ phải biết trị quốc. Các mặt báo so sánh Thiệu với Ngô Đình Diệm, Dương Văn Minh rằng ông Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền 10 năm không một lần đảo chính, vậy là người biết trị quốc, xứng danh là lãnh tụ. Cuối cùng thì cũng chỉ là hư cấu. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải ngậm ngùi lên đài truyền hình đọc lời từ chức và chính thức thú nhận sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và chính bản thân ông ta. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1975, vợ chồng ông cùng với Trần Thiện Khiêm chạy sang Đài Loan bỏ lại phủ đầu rồng mà vợ chồng ông đã từng bỏ công sức nhờ các chiêm tinh gia chống đỡ. Các bạn thân mến, quá khứ đau thương đã khép lại. Dân tộc Việt Nam anh hùng trong chiến đấu giành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc, nhưng lại rất rộng lượng, bao dung và nhân ái. Những con người, sự kiện trong câu chuyện này không phải hàm ý khơi gợi bất cứ sự hiềm khích, ghét bỏ gì, mà chỉ là mong muốn để quý khán giả nhìn thấy một cách rõ ràng hơn cuộc sống, tiền bạc, tình ái, áp phe của những nhân vật chóp bu trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo với những sự thật không thể che giấu. Các bạn vừa theo dõi những câu chuyện thú vị về vợ Nguyễn Văn Thiệu. Các bạn nghĩ sao về người phụ nữ này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.